Thưa quý vị, để kiểm soát COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã áp dụng khai báo y tế thông qua công nghệ quét mã QR. Tuy nhiên, qua thực tế thì bên cạnh những hiệu quả bước đầu đem lại, thì việc quét mã QR, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố, vẫn còn gặp nhiều bất cập. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV. Chốt kiểm soát dịch tại đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn. Mặc dù việc khai báo y tế tại cửa ngõ này đã được thành phố Đà Nẵng triển khai hoàn toàn bằng việc quét mã QR, nhưng tình trạng tập trung đông người tại đây vẫn thường xuyên xảy ra. Có nhiều người không dùng app, không dùng điện thoại thông minh. Rồi có nhiều người dùng điện thoại thông minh nhưng mà họ cũng không biết hết được rõ, hết được về những cái mà cái quy trình của trên cái điện thoại. Ngoài những vấn đề thường gặp như không truy cập được ứng dụng, thông tin người dùng cập nhật chưa đầy đủ hay khoảng cách khi thực hiện quét mã QR chưa đảm bảo, thì bất cập lớn nhất hiện nay trong việc qua chốt để đi lại giữa Đà Nẵng, Quảng Nam chính là mỗi địa phương dùng một ứng dụng khai báo y tế khác nhau, khiến người dân mỗi lần qua chốt thì phải sử dụng đúng ứng dụng khai báo y tế theo quy định của địa phương. Điều này không chỉ gây phiền hà cho người sử dụng, làm ùn tắc giao thông, mà còn tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Càng nhiều cái là mình càng mạch đầu áp, nhất là tuổi lớn tuổi. Phải thống nhất cái làm gì mà quá trời cái áp ra ai lại rồi. Nói khổ đi mà mang lần không biết mấy cái app nữa. Vẫn mong muốn là xài chung trên một cái app để đi tất cả những cái địa phương, vẫn khai báo y tế hành trình trên một cái app đó thì nó rất là tiện hơn. Hiện nay tại một số địa phương, tiêu biểu là tỉnh Quảng Ninh, việc quét mã QR đã được đổi mới bằng sử dụng máy quét tự động, tích hợp với ứng dụng phòng chống dịch quốc gia PC COVID đặt tại các điểm khai báo y tế, thay cho khai giấy hay phải tiếp xúc gần với cán bộ tại chốt để quét mã như trước đây. Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khi xuất hiện các ca cộng đồng cũng như gia tăng các F1 trên địa bàn, Đà Nẵng cần tham khảo nghiên cứu và sớm đổi mới các cách thức khai báo y tế để phòng dịch hiệu quả ngay từ các cửa ngõ ra vào thành phố.